Namaste, chào bạn thân mến. Hôm nay Hà Nga sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện tư thế con thằn lằn. Đây là một tư thế nằm trong chuỗi các cái tư thế giúp chúng ta mở khớp hông rất tốt vào tư thế sọc dọc. Và tư thế này mang rất nhiều lợi ích sức khỏe cho chúng ta. Chúng ta giãn toàn bộ phần cơ tứ đầu đùi, toàn bộ khớp hông, giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng, tăng cường tiêu hóa, có một đôi chân linh hoạt hơn. Và đặc biệt là điều này chị em mình rất thích, đó là giúp chúng ta giảm mỡ vùng bụng. Nào, bây giờ hãy sẵn sàng, chúng ta sẽ vào tư thế nhé. Mình bắt đầu trong tư thế chỗ mặt. Cái chỗ như đầu thảo. Hít sâu vươn dài lưng, kéo dài cuộc sống. Rồi thở ra và bước bàn chân phải lên về phía đầu thảo. Bàn chân phải gần chân vuông góc với thảo. Bàn chân trái phía sau cũng mu bàn chân cũng. Duỗi mũi chân ra, duỗi dài mũi chân ra. Rồi bạn hạ hai cổ tay của mình. Đó, hạ cổ tay của chúng ta, nhớ là khi chúng ta hạ thì cổ tay của mình vuông góc nhé. Hạ cổ tay của bạn xuống. Đó, và mắt mình nhìn thẳng về phía trước. Đó. Bạn sẽ giữ được trong tư thế từ khoảng 60 giây. Hoặc lâu hơn một vài phút nếu như bạn có thể. Đó, và sau đó chúng ta thoát thế. Bước lùi chân phải về sau. Đó. Lùi chân phải về sau. Hãy nhớ đổi bên nhé. Nào đổi bên. Rồi hít sâu. Nhấn hai vai chúng ta. Thở ra bước chân phải lên. Đó, bước chân phải lên. Bây giờ chúng ta sẽ nhớ một cái số lỗi các bạn hay mắc phải trong cái bài tập này, đó là cái đầu gối của chúng ta. Cái đầu gối của bạn hãy nhớ là đầu gối của mình thẳng với cái đại góc chân. Cẳng chân chúng ta vuông góc, nhưng một số bạn bị tiến lên xa quá hoặc lại tiến lùi vào quá sẽ ảnh hưởng đến khớp gối của chúng ta. Hãy nhớ là đầu gối vuông góc với chân, sau đó này hạ khuỷu tay xuống. Hãy nhớ nhé, hạ khuỷu tay xuống đến bên trong của bàn chân trái của chúng ta. Thì bạn hãy nhớ rằng là cái khuỷu tay của mình này hạ vuông góc này, cái bàn tay của mình, hai cái tay bằng tay của chúng ta để mở rộng bằng khớp vai, mắt mình nhìn thẳng về phía trước. Hãy đừng hấn nhau, nhấn cái gối của chúng ta xuống sẽ làm các bạn đau, các bạn thả lỏng khớp hông ra. Đó, và khớp gối của mình sẽ chìm xuống. Mắt mình nhìn thẳng phía trước. Đó, giữ tĩnh, sẽ tập trung vào trong hơi thở, vẫn giữ đây trong khoảng 60 giây, 1 phút hoặc một vài phút nếu bạn có thể nhé. Đó, cứ giữ thư giãn vậy thôi để giúp chúng ta giãn khớp hông. Đó, và khi chúng ta mở rộng được khớp hông của mình rồi ý, thì sẽ có rất là nhiều tư thế trong yoga, các bạn sẽ vào thế được một cách dễ dàng hơn. Đó, giúp chúng ta sạc dọc tốt hơn này, giúp chúng ta vào thế thăng bằng tốt hơn này, đúng không ạ? Rồi bây giờ mình tập thế nhá. Trên đây Hà Nga vừa hướng dẫn các bạn thực hiện tư thế con thằn lằn cùng với những lợi ích định tuyến của tư thế, lỗi sai và cách sửa. Nếu bạn thấy bài tập hữu ích, đừng quên hãy bấm like và chia sẻ cho những người bạn xung quanh của mình chúng ta cùng luyện tập. Nếu bạn vẫn chưa đăng ký kênh YouTube của Hà Nga, hãy nhớ bấm nút hình quả chuông ở bên dưới video nhé. Và đừng quên theo dõi trang fanpage Nguyễn Hà Nga Yoga để chúng ta luôn nhận được các bài tập nó phát ra trên trang vào lúc 5 giờ sáng và rất là nhiều bài tập bổ ích khác trong ngày. Hà Nga xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những bài tập tiếp theo. Namaste. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng Nguyễn Hằng Nga. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.